Tranh Cúp Minh Châu xin trân trọng gửi tới quý khách hàng của tranh Tứ Quý Tùng Cúc Trúc Mai với kích thước 37 1m27 của một khách hàng đã đặt hàng chúng tôi. Hôm trước thì chúng tôi đã quay phần mộc lên cho quý khách xem và hôm nay thì xin đã đặt hàng và chúng tôi đã hoàn thiện phần sơn PU móng. Để chiều nay chúng tôi sẽ cho lên xe và gửi đi cho chị. Với chất liệu ở đây chúng tôi làm bằng gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Cơ sở sản xuất tranh gỗ Minh Châu luôn luôn chuẩn xác về chất liệu gỗ và chất liệu điêu khắc của chúng tôi cũng ngày càng được nâng lên. Và gỗ thì đảm bảo với quý khách là chúng tôi cam đoan với quý khách là báo chuẩn, báo gỗ gì là chúng tôi làm đúng gỗ đó, không có sự sai lệch, không có sự gian lận ở đây. Chúng tôi làm luôn luôn đưa uy tín lên hàng đầu. Và đây là đằng sau của mẫu tranh theo yêu cầu của chị khách hàng đã đăng ký chúng tôi mẫu tranh này, là chị quay cả trước cả sau đăng lên để cho chị được thưởng thức trước, bởi vì chị đang rất là nôn nóng, đang rất là háo hức để treo mẫu tranh này ở nhà mình. Tôi quay sát để quý khách cùng chị xem cái sắc vân của cái vân gỗ hương đỏ Nam Phi này, hương đá Nam Phi. Thưa quý khách, nó cực kỳ là thất chất, cực kỳ là trong trẻo, bởi vì chúng tôi sơn PU không màu, rất đẹp. Đây là những cái đằng sau của nó, sau của bộ tranh cũng rất là đẹp, không có một vết giật dạp gì hết, đẹp tuyệt vời. Xin mời quý khách liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0975940966 để mua hàng và đặt hàng. Chúng tôi nhận tất cả các đơn hàng yêu cầu của quý khách. Xin mời quý khách về tại Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để được thăm cái xưởng sản xuất của chúng tôi và được trực tiếp chọn những cái sản phẩm mà mình ưng ý nhất. Xin mời quý khách đăng ký kênh của Tranh Gỗ Minh Châu để được theo dõi những cái clip độc đáo tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.